Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe của kênh Mẹo Sống Khỏe VTT7. Bài thuốc đặc trị hen suyễn, hen phế quản, viêm phế quản mãn tính, hiệu quả ngay tại nhà. Hiện nay do môi trường ô nhiễm nên càng ngày càng có nhiều người mắc bệnh hen suyễn. Bệnh thường xuyên xuất hiện, nhiều nhất ở trẻ nhỏ, khi mà lượng khí lưu thông trong phổi bị giới hạn, đường thở bị tắc nghẽn. Và trong tình trạng này khiến cho người thở có hiện tượng thở khò khè, khó thở, ho hay tức ngực. Bệnh tuy không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng nó có thể được kiểm soát và điều trị khắc phục. Chữa hen suyễn bằng nguyên liệu thiên nhiên có thể là giải pháp tối ưu giúp bệnh nhân không tiến triển nặng. Sau đây Mẹo Sống Khỏe VTT7 xin được chia sẻ với các bạn một cách trị hen suyễn tại nhà rất hiệu quả. Các bạn hãy cùng tham khảo ngay sau đây nhé! Nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị bao gồm: thứ nhất, đó là hoa đu đủ đực. Nguyên liệu thứ hai là lá hẹ. Và cuối cùng là lá dâu tằm. Đây chính là ba nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị cho cách làm này. Cách các bạn thực hiện như sau. Các nguyên liệu sau khi đã được rửa sạch, mình sẽ cắt nhỏ nó ra và cho vào một cối xay sinh tố. Đầu tiên là lá dâu tằm, mình sẽ cắt nhỏ nó ra nhé. Sau đó, mình sẽ cho hoa đu đủ được vào. Tiếp đó chính là hẹ. Cho thêm vào cối này một chút nước lọc rồi bạn mang đi xay nhuyễn. Đây chính là nồi hỗn hợp lá dâu tằm, hoa đu đủ đực và lá hẹ sau khi đã được xay xong. Mình sẽ đổ hỗn hợp này ra một cái xoong sạch. Sau đó, bạn cho xoong lên bếp và đun sôi. Khi nồi hỗn hợp đã sôi, mình sẽ đun thêm khoảng 3 phút nữa nhé. Đây chính là nồi hỗn hợp sau khi đã đun xong. Mình sẽ dùng dây lọc để lọc lấy phần nước ra một cái cốc. Và đây chính là sản phẩm cuối cùng chúng ta cần cho cách trị bệnh tại nhà này. Với cốc hỗn hợp này, bạn sẽ chia ra và uống từ 2 đến 3 lần mỗi ngày. Bạn chỉ cần áp dụng liên tục trong vài ngày thì các triệu chứng của bệnh sẽ thuyên giảm rõ rệt. Dùng lá cây trị hen suyễn là một trong những phương pháp trị bệnh hiệu quả mà lại tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên là do chữa trị bằng nguyên liệu thiên nhiên, cho nên bạn phải kiên trì uống thuốc thì mới đạt được hiệu quả tốt nhé.
Chúc các bạn thành công và mạnh khỏe. Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video của mình hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe.